tăng đồi chè, xung quanh đây người ta trồng trà. Và cái hướng này là vào cái thác, giờ đang đi vào thác. Nhìn người ta trồng trà rất là đẹp. Đây là đường đi vào thác Chi Kha. Đứng ở đây nhìn thấy cảnh quan. Đi trên đường đi đi qua rẫy cà phê của người ta, đúng không? Cái đồng bào ôi ôi sao kìa. Đại bàng đây, đi qua rẫy cà phê. À, nghe tiếng thác rồi. Wow, xa xa là thấy bóng dáng thác à. Và đây là thác Chi Kha. Ở đây thì không thấy được cái thác kia. Cái thác kia làm sao mà ấy được. À, leo lên bên này đi. Ừ, đi bên đây nè. Băng qua. Ồ, cẩn thận đá cây. À, kia là thác Chi Kha.
rồi, lon quá rừng. Trông như một dải mây, dải lụa. Đây là một cái thác đẹp tuyệt vời.